vị khán giả đã đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của ứng dụng AskAny là nơi có những chuyên gia am hiểu về tất cả mọi lĩnh vực và có thể chia sẻ những thắc mắc của các bạn từ đơn giản đến phức tạp. Tải ngay ứng dụng AskAny để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Và bên cạnh Ngô Phương Anh đây là 8 cô gái rất là xinh đẹp và tài năng của chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Và một điều rất là đặc biệt là 8 cô gái của chúng ta ở đây đều độc thân và hy vọng sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình tại chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ, đúng không nè? Dạ. Và bây giờ thì chị xin mời các em trở về vị trí của mình để chúng ta cùng bước vào một cuộc hẹn hò ngày hôm nay nha. Yeah. Xin mời các em. Tải ngay ứng dụng AskAny để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Các bạn khán giả thân mến, chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ mùa 2 quay trở lại với một số thay đổi so với mùa 1 là phiên bản nam và phiên bản nữ sẽ lên sóng xen kẽ nhau. Và ở mùa 2 sẽ có sự quay trở lại của phần trò chơi. Không biết các cô gái của chúng ta có thích phần trò chơi không ạ? Có. Đây là một điểm rất là thú vị để giúp cho các bạn nam có thể tương tác và gần gũi với các khách mời nữ của chúng ta và giúp cho các bạn có thể hiểu nhau hơn. Vậy là mùa 2 quay trở lại với những điều rất là thú vị, hứa hẹn là sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho các bạn và cũng sẽ không kém những phần lãng mạn ngọt ngào và ấm áp. Và chị thấy ở đây thì ngoài một số gương mặt cũ ra thì có cũng khá nhiều các bạn mới. Bây giờ chúng ta cùng giới thiệu và làm quen nhau nha. Dạ. Và chị giới thiệu trước nha. Chị là Ngô Phương Anh, chị cũng là một người mới. Và hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành tại sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ mùa 2 thật là vui, thật là gần gũi bên nhau. Hãy xem chị là gia đình nha. Dạ. Rồi, bây giờ có ai xung phong giới thiệu mình trước không nè? Em. Rồi, mời Thanh Nhàn luôn. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào 7 bạn nữ còn lại. Chào chị MC Duyên Dáng. Em là Thanh Nhàn, hiện tại thì em là diễn viên. Các bạn nữ ở đây ai cũng mang những cái món đồ gọi là nó mang ý nghĩa quà tặng. Nhưng mà em thì em mang đến một chai nước hoa. Em để đánh dấu mùi ạ. Để đánh dấu mùi ạ. Là để đánh dấu mùi. Em dơ chai nước hoa lên. Em dơ lên. Ở đây có ai xài cái nước hoa giống bạn Thanh Nhàn không? Không, không ạ. Nước hoa gì em? Ở đây em xài nước hoa là unisex. Có nghĩa là tương tự nước, tất cả các dòng nước hoa của em xài đều là unisex. Nam xài được và nữ xài được. Và dĩ nhiên là em muốn người yêu của em sẽ xài chung mùi nước hoa với em, để em cảm thấy hương phấn nhất có thể. Có tính toán nha. Vâng ạ. Bà chị lại có tính toán nha. Sâu xa nha. Sao em? Tức là ngửi cái mùi của người yêu bà ấy, biết là biết ngay là đây là người yêu của bà ấy, đánh dấu chữ quyền. Đi ngang qua một phát, ngửi một phát là biết luôn. Ngay ngửi và phát đi ngang qua. Ôi, người yêu chị Nhàn đúng không? Người yêu chị Nhàn đúng không? Chị ơi, em mới chào sân mà nó chặt chém em quá à. Nó chặt chém em quá à. Em không chịu. Bây giờ mời Thanh Nhàn, em có muốn bạn nào đó ở đây giới thiệu tiếp hay không? À, dạ. Luna đi ạ. Chắc là chị ơi, em xin được mời gương mặt lớn tuổi nhất ạ. Gương mặt lớn tuổi nhất ạ. Trời ơi. Sao mà mình gương mặt lớn tuổi nhất ạ.
Chết rồi. Đau lòng chị dạ. Quá à. Quá đáng nè. À, nhưng mà chị Hương ơi, em mê chị nên mới mời chị á. Dạ, mời chị Hương. Dạ, mời chị Hương. Chị nhớ là chị với em thương nhau lắm mà nhỉ. Sao em mất chị dữ vậy? Dạ, em xin chào chị ạ. Dạ, em xin chào khán giả của chương trình. Dạ, xin chào các bạn nữ xinh đẹp cùng ngồi đây với Hương. Không hề hay biết môi lướt cạnh bên, là trong tâm trí em lại rồi bởi ôi khi là thế. Sao anh không thể mà đi chút ân cần để em đợi ngài ngần. My boy, do you know? Nhưng mà thật sự thì em là cái trường hợp cá biệt. Thì tại vì em ngồi một thời gian dài nhưng mà em vẫn còn đang độc thân. Cho nên giờ nhìn mọi người ra về với một cảm xúc kiểu giống như là vui cho mọi người nhưng mà buồn cho bản thân mình. Cho nên là ngày hôm nay em với một cái hy vọng, một cái quyết tâm là kỳ này sự trở lại của em thì em nhất định em phải được đi về. Em sẽ đưa chị về. Không, okay. Cùng lắm chị em mình sẽ tự đi về. Em hứa nha. Ok chị được. Nhưng mà hình như chị thấy là ở trên bàn của em có một món đồ gì đó đúng không Lan Hương? À dạ đúng rồi ạ. Dạ em xin giới thiệu với mọi người. Đây nếm là... Nếm thơm đúng không chị? Không phải là trà sữa đâu. Nhìn nó giống đi trà sữa. Nến đúng không? Nó là nến đúng không Lan Hương? Dạ dạ đúng rồi chị. Cái này là nến thơm em tự làm. Wow. Dạ. Cái này là em tự đổ với em tự trang trí mấy cái hoa với lại cây quế này lên trên này. Thì đây là cái món quà, tại vì em tính tặng hoa cho bạn nam. Tại vì con trai thường thường sẽ không có được bạn nữ tặng hoa ấy. Nhưng mà em sợ là em ngồi đây lâu quá xong hoa nó héo. Nên là em quyết định là em tặng hoa khô. Thì ở trong này vừa có hoa vừa có thể làm nến được. Nến có nghĩa là em sẽ thắp sáng bạn ấy hay là em sẽ mang lại sự ấm áp cho bạn ấy? Dạ em nghĩ là em chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em nghĩ là em sẽ tặng cho bạn đó để bạn đó có nến đốt thôi. Có nghĩa là đây là một món quà mà tự tay em làm thì nó đã, dạ, mang một ý nghĩa rất là đặc biệt rồi đúng không nè? Dạ em rất là chị. Dễ thương. Cảm ơn, dạ, Lan Hương. Em cảm ơn. Rồi bây giờ em muốn bạn nào giới thiệu tiếp theo sao em? Dạ em chắc em mời người đồng hương đồng trang lứa, gần đồng trang lứa với em, với lại là cũng quen mặt ở đây rồi, chính là chị Trăng ạ. Hả? Cái gì chị? Chị gọi em đó. Chị sao vậy? Hôm nay em mới được gặp chị mà. Thì bây giờ chị bán cho em. Dạ em xin chào chị MC, chào tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay, chào quý vị khán giả. Em tên là Luna và hiện tại thì em đang là diễn viên và ca sĩ. Hôm nay em tới chương trình thì em mới ạ. Em mới. Mới quá luôn đúng mới không các em? Em mới làm táo. À. Em mới làm tóc nha mọi người. Em mới làm tóc. Nhưng mà bây giờ chị mới định để ý một điều nha. Bây giờ chị mời Luna nè, Ánh Ngọc nè, với lại Renzi, ba em ráp lại một chỗ. Chị ơi được nhóm nhạc. Em mới giải thích với bé Nhi nãy giờ. Đây bây giờ ba em ráp lại một chỗ. Mà bọn em đang bảo là để cho bé xin xong bên này để đúng thành rồi một tổ đội. What? Hình như là ba em có trong là nhóm nhạc của mấy em tên gì? Ba con mèo á chị. Chị ơi em
vừa mới giải thích cho Nhi cả một khoảng thời gian rất là dài là ba màu tóc này khác nhau. Đây là thì rất khác nhau, nhau rồi là rất khác nhau, mình sẽ thấy giống nhau mọi người. Ủa vậy thì nếu mà bên kia là một nhóm nhạc đúng không? Thì tụi em với Nhi với lại chị Hương thì sao nhỉ? Đúng rồi, mình làm band đi, mình làm một band khác. Mình cũng làm một band đi ạ. Thật ra là nhìn xa xa thì nó giống thôi nhưng mà nhìn gần thì nó là nhiều tông khác nhau. Mọi người chú ý giúp em này, cái ba cái màu này là ba màu khác nhau hoàn toàn nhá. Đúng rồi, khác nhau nha. Mọi người có thể tự phân tích nha. Thật sự khác nha mọi người. Rồi sao, màu của em là màu gì Luna? Dạ màu em, màu này màu gì ta? Màu xám khói đó bà. À xám khói à? Còn màu của em mới làm tông, màu chị màu gì? Còn màu của em là màu be sữa. Xám khói luôn. Màu màu gì? Màu be sữa. Màu be sữa. Màu be sữa. Màu be sữa. Trà sữa nhiều. Nha. Đây là trà sữa, sữa nhiều. Đây là sữa đây nhiều. Là... Còn đây là trà nhiều. Cái này vàng hơn siêu. Vậy là hóa ra là tụi em không phải là một nhóm nhạc đúng không? Dạ không ạ. Rồi dạ, thôi, dạ, tụi em trở về chỗ của mình. Dạ. Tại vì nhìn sơ qua ba màu rất là giống nhau. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ. Rồi, Luna giới thiệu tiếp nha em. Dạ. Và hôm nay em tới với chương trình thì ai chắc là em nghĩ là em cũng sẽ giống mọi người đây thôi, là đến đây để tìm được sự rung động, tìm được một nửa của mình. Và em đến để tìm con. À lộn quá. Em tới để tìm bố cho con em nữa. Bố cho con em đây. Ủa trên hình là em với lại con em. À dạ đúng rồi. Bé nhà mình tên gì chị? Dạ bé nhà mình tên Lợn ạ. Bé là bé trai hay bé gái chị? Bé này là bé trai nhá, sắp bị kiến rồi. Trời ơi. Em cứ tưởng là bé gái đang định lập thông gia ha. Vậy thì chị chúc cho Luna ở mùa 2 sẽ tìm được chàng trai khiến cho em rung động nha. Dạ vâng. Rồi bây giờ em muốn làm quen với bạn nữ nào sau đây nữa nè? Tôi đá bóng của bên đó cho mà coi. Chắc là xin đi ha. Chắc là xin đi ha. What? Mời xin. Xin. Dạ em xin chào chị Phương Anh. Xin chào các vị khán giả đang xem chương trình và các bạn nữ xinh đẹp ở đây. Em là xin. Được biết là em là một hot TikTok đúng không? Dạ, cũng hot vừa vừa. Vừa vừa nhưng mà em nổi tiếng từ những điệu nhảy đúng không xin? Dạ. Bây giờ em có thể thể hiện một điệu nhảy đơn giản nào đó không? Thôi. Hướng nội rồi. Sao thôi vậy? Nhưng mà phải thể hiện ra đi. Dạ thôi em nhảy cho bồ em xem thôi. Ôi vậy hả? Trời ơi. Vậy là nhảy cho hẳn 10 triệu người coi là bồ hết luôn rồi. Nhưng mà có vẻ chị cảm thấy là em cũng đang hơi là khá rụt rè đúng không? Dạ. Chị nghĩ là chắc là do mình mới quen cho nên bạn như vậy từ từ thì bạn sẽ thoải mái hơn. Dạ. Ha. Dạ. Trên ghế của em chị thấy hình như là có một lọ kẹo ạ. À. Kẹo gì vậy em? Dạ kẹo linh ta linh tinh, nhiều loại kẹo ạ. À. Thường là em thấy các bạn nam hay sẽ cầm son, cầm lược, cầm gương theo cho bạn nữ á, thì em cũng không ngoại lệ, nhưng mà thường em thích được cho kẹo hơn, tại vì em thích ăn kẹo và kiểu em cũng thích bạn nam là kiểu chăm sóc cho mình bằng những cái mà nó kẹo và nó nạp đường, nó nạp năng lượng cho mình vậy á chị. Nên là thay vì cầm son thì cầm kẹo, cầm bánh kẹo, cầm đồ ăn đi thì em sẽ vui hơn rất nhiều, nên là ý nghĩa nó là vậy đó. Bây giờ xin muốn làm quen ai ở đây nữa nè? Dạ đồng nghiệp em đi ạ, Renzi. Mời Renzi. Hello mọi người đang xem chương trình, em chào chị MC, chào các anh chị đang có mặt ở trường quay. Em tên là Renzi. Em là hiện tại đang là diễn viên, cũng là một creator trên nền tảng TikTok. Lần này em đến với chương trình thì
em cũng muốn tìm cho mình một mảnh ghép còn lại của mình. Sau những tổn thương mình đã trải qua thì em quyết định là em sẽ mở lòng thêm một lần nữa. Và bây giờ em đã vượt qua hẳn cái tổn thương đó chưa? Dạ rồi chị, bây giờ thì nếu mà ai thấy em buồn á thì hãy nghĩ em buồn vì hết tiền chứ đừng nghĩ em buồn vì em thất tình. Trên bàn của em là một chú gấu màu đen à? Dạ, cái này là người thân em tự làm tặng cho em. Thì nói chung là đối với em á thì cái gì mà nó cứ màu đen là em thích rồi. Em rất là cuồng màu đen. Với lại cái thứ hai á thì thay vì em thích được tặng những thứ đồ kiểu có giá trị hay như thế nào á thì em sẽ thích được tặng những cái đồ mà tự tay làm á. Tại vì cái đó sẽ thể hiện là người ta rất là trân trọng mình thì người ta mới có thể bỏ thời gian ra để người ta tự làm những cái đó tặng cho mình. Nên là em rất rất là trân trọng những cái món như vậy. Bé có tên gì không em? Dạ có. Bé tên gì? Dạ tên Đen. Dạ tên Đen. Trời ơi. Cái đen. Tên rất là mộc mạc. Đen Đen. Bé Đen. Rất là dễ thương. Rồi, chị chúc cho em sớm tìm được một mảnh ghép của mình trên sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ nha. Bây giờ mời em. Chắc là em muốn làm quen với lại em út của nhà mình đi. Bé Nhi. Bé Nhi. Nhi. Em út Phan Uyên Nhi. Dạ. Dạ em chào chị MC, chào mấy chị xinh đẹp và khán giả. Em là Uyên Nhi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Nhưng mà tầm cỡ tháng 6 là em sẽ bắt đầu chuyển vào Sài Gòn ở luôn. Để làm việc cho dễ chứ bay ra bay vô em cũng mệt. Em đến đây để tìm real love. Real love. Thật là trùng hợp, hình như là trên chiếc ghế của em đang ngồi ở phiên bản nam thì cũng là một chàng trai đến từ Đà Nẵng. À, anh Song Luân ạ. À, anh Song Luân ạ. À, anh Song Luân ạ. Duy Luân, Duy Luân, Duy Luân. À, Duy Luân, nhầm. Anh Duy Luân, anh Duy Luân. Em có biết anh Duy Luân không? Dạ không. Dạ không. Em biết không á? Sau tập đi em sẽ về tìm hiểu. Anh Duy Luân nói nhiều lắm, em lấy vía đi. Không, anh Duy Luân trầm tính mà chị. Anh Duy Luân nhà mình trầm tính, trầm tính đúng rồi, trầm tính được ít nói, đáng yêu lắm. Vậy thì đến với sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì không biết em mong muốn một chàng trai như thế nào đến đây để tỏ tình cùng em? Dạ. Em không nói là em thích con trai hát hay, đàn giỏi. Trời ơi. Em không nói đâu ha. Em không có nói. Em không có nói đâu. Hát hay, đàn giỏi, ngoại hình thì em không quan trọng đâu. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Em là một cô gái thích tự do trong tình yêu lắm. Em không có thích bị quản. Tóm lại là em muốn yêu thì yêu, nhưng mà phải có không gian riêng cho nhau. Chứ em không thích mà kiểu quản lý người yêu quá đà. Tại mệt lắm. Mệt lắm. Và chúc em sẽ tìm được một chàng trai có thể tin tưởng, có thể thấu hiểu em hơn nha Uyên Nhi. Yeah. Rồi, bây giờ thì mời em tiếp tục mời một bạn nữ ở đây. Em mời chị Trang Chuối. Chị Trang Chuối. Hôm nay chị Trang Chuối đổi tên rồi. Đổi Yumi. Tên rồi. À, chị Yumi. Yumi. À, chị Yumi. Xin chào mọi người. Chắc là mọi người quá quen với biệt danh cũ của em rồi nên là giờ mọi người chưa quen lòng. Cái tên Yumi này nó là tình cờ thôi ạ. Thì hôm đó em tập chơi liên minh với một bạn nam.
Xong rồi bạn ý có dạy em chơi á, thì em chơi cái con Zumi thì con đấy nó rất là đơn giản, nó chỉ cần là chui vào người con tướng của bạn nam là sẽ đi theo vậy thôi. Thì em thấy con đấy rất là đáng yêu thì em đặt tên là Zumi, nhưng em có sửa lại một chút là có chữ gì. Ừ. Chứ không có gì đặc biệt, với cả em thấy tên trăng chuối nó hơi trẻ trâu. Vậy mà chị nghĩ là em muốn đổi tên để mong là mùa 2 em có thể được ra về. Đúng rồi. Đúng không? Em nghĩ là do cái tên trăng chuối đấy là mọi người không muốn rước em về hay sao? Em rồi. Nghĩ là tên Zumi sẽ có nhiều người đến và sẽ có người đưa em về. Lan Hương, em sao? Dạ. Em có muốn thay đổi một chút gì đó để có người đưa em về không? Dạ, chắc em... Thật ra là lúc đầu em tính để tên tiếng Anh của em á. Đầu em tính để tên tiếng Anh của em á. Trời đất ơi. Tên tiếng Anh của em là Helen. 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 Dạ, Hương Lê. Lê Tây quá. Tên của chị Hương Tây quá. Nhưng mẹ là Hương Helen. Hương Helen. Helen. Không, bây giờ em có muốn thay đổi không? Dạ thôi. Em thấy mọi người mang đến món quà nào cũng rất là đặc biệt. Thì em cũng có mang một quyển sách đến đây. Xa xa chị thấy chữ FA. Ừ. Tên gì hả chị? Cái quyển sách này có nói lên nỗi lòng của tất cả những cô gái ở đây. Đó là lỡ chúng ta FA cả đời thì sao ạ? Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao ạ? Ôi. Trời. Em mong là sẽ có một hoàng tử nào đến giải cứu bọn em khỏi chiếc ghế lời nguyền này. Chiếc ghế lời nguyền luôn. Là để không FA nữa đó chị, là có đôi có cặp đó ạ. À, nhưng mà em đã đọc xong quyển sách đó chưa? Dạ, em đọc được một nửa. Rồi quyển sách đó trả lời như thế nào nếu như mà chúng ta FA cả đời em? Em đọc được một nửa đấy em cũng chưa biết ạ. Em đọc được một nửa đấy em cũng chưa biết ạ. Nhưng mà ở trong đây có một đoạn trích dẫn đó là nếu như mình FA cả đời thì cũng không sao cả, bởi vì mình phải tự yêu thương lấy bản thân mình. Không, nhưng mà ngày hôm nay em phải thay đổi suy nghĩ đi. Khi em ngồi chiếc ghế này thì chị tin rằng sẽ có một tình yêu thật là hoàn mỹ. Dạ. Đến đây để đưa em về và em sẽ không còn phải FA nữa. Vâng. Em cũng rất là mong như thế. Rồi, bây giờ còn một bạn nữ cuối cùng. Xin chào mọi người, em là fan Ánh Ngọc và mọi người hay gọi em là Ánh. Bây giờ hiện tại em đang làm một content creator trên mạng xã hội. Trên ghế của em thì chị thấy có một lọ hoa rất là đẹp. Tulip đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Ý nghĩa nó như thế đây nào? Đây là cái loài hoa mà em yêu thích nhất. Nó là hoa tulip trắng và nó thể hiện cho tình yêu tinh khiết và sự bình yên. Và nó cũng sẽ là cái loài hoa mà em muốn là cái bó hoa trong ngày cưới của em á. Em cũng đã đến cái tuổi yêu đương nghiêm túc các thứ rồi. Em chắc chị là em nghiêm túc chưa? Em nghiêm túc mà. Thế thì chắc là chị... Thế ở đây cũng có rất là nhiều người đến tuổi, ví dụ như chị Hương này. Hả? Nào, không có đạp như thế, không có đụng như vậy vào chị tôi nữa. Em còn nhiều đau khổ nhưng mà em vẫn chưa bao giờ hết hy vọng vào tình yêu hết. Và hôm nay em ngồi ở đây chính là cho bản thân em một cơ hội để em có thể tiến tới một mối tình tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, cũng như là chứng minh cho tất cả các cô gái nào tình yêu tuyệt vời đích thực sẽ tới. Và chị nghĩ em là một cô gái xứng đáng được hạnh phúc. Dạ. Hãy tô son và tiếp tục chiến đấu nha. Dạ. Mạnh mẽ nha. Mạnh mẽ. Rồi. Bây giờ thì các em có tò mò chàng trai ngày hôm nay đến đây gặp các em ngày hôm nay không? Có. Trời ơi. Trời ơi, nóng lòng lắm rồi chị ơi. Ủa, em đợi nãy giờ chị ơi. Em đợi nãy giờ. Không biết lần đầu tiên gặp. Em hối Ánh nãy giờ luôn, em kêu Ánh ơi lẹ lẹ em ơi. Không biết là ai sẽ là được người tỏ tình.
khi mà chị hỏi có ai nôn nao không thì chị thấy 8 em thì có 7 em nôn thôi. Có một em ngồi rất là điềm tĩnh. Xin. Thì em không nôn nao sao? Dạ không, em bình thường. Em bình thường. Đang nhưng mà nói là nôn nao hướng nội. Chị ơi chị, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Nhưng mà ví dụ như ngày hôm nay chàng trai đến đây là một người quen của em thì sao xin? Dạ. Wow. Thì kệ người ta chị, kệ người ta chị. Kệ người ta, chuyện ai người đó làm. Em thì nghĩ chị là bật mí cho các em biết nha. Dạ. Chàng trai đến đây ngày hôm nay là một người quen. Trời ơi. Wow. Của người quen và đã là từng gặp một trong số các em ở đây. Wow. Ai ta? Người quen khả năng gì cao cao không nhờ? Ơi chị bật mí thêm, nhớ đâu người quen của em. Thôi bây giờ mình ủa chị. Trời ơi chị mình khỏi bạch bí rồi. Mình solo luôn ra đi chị hay mình gặp luôn bạn nam luôn đúng không chị? Gặp luôn được không ạ Bây giờ mình xem luôn nha, mình xem clip luôn nha. Ok, bây giờ xin mời các em chào đón chàng trai của sân khấu tỏ tình Hoàng Mỹ ngày hôm nay. Mời các em cùng nhìn lên màn hình nha, xin mời. Chào em. Một ngày của em bắt đầu như thế nào? Với anh, một chàng trai luôn quay cuồng với công việc. Ai vậy? Người quen của ai? Trong trái tim em. Dậy sớm mà ngắm nhìn bình minh thành phố nơi mình đang ở. Yumi quen đúng không? Hình như là có quen. Quen em hả? Hà Nội đúng không? Cũng như những ngày đầu xuân Hà Nội. Rồi. Quen em. Em biết bạn này. Ôi trời ơi, người quen của em mọi người ơi. Em gặp rồi. Trời ơi. Có lẽ nào. Trời ơi, người quen chung hả? Gặp chưa? Gặp rồi hả? Trời ơi, đẹp trai, đẹp trai. Dòng người vẫn tấp nập, hối hả với công việc thường ngày. Còn anh cũng vậy. Thôi, đến chỗ làm rồi hóa thân thành những con người. Ai đây? Những tính cách khác nhau, với những cuộc sống khác nhau. Để được hiểu hơn về cuộc sống cũng như con người và cung bậc cảm xúc. Nhìn vậy thôi chứ khó lắm nha. Hay là biến hình giống như một chú tắc kè hoa. Sai Hàn Quốc hay nhỏ. Hay nhiều màu sắc giống cầu vồng. Trời ơi đẹp trai quá trời đẹp. Màu tóc giống chị em mình quá nè. Có khi nào đến phía mọi người ơi. Tóc cặp với chị Luna. Tóc giống quá. Rồi veo một cái, khoác lên mình những bộ đồ từ lọ đen thành một trang hoàng tử. Anh yêu công việc này, yêu những màu sắc trong tâm hồn một con người. Nhưng rồi chợt nhận ra anh đã quên mất đi một số thứ quan trọng. Người con gái Hà Nội, à người con trai Hà Nội. Duyên số nào anh rồi em? Đó là yêu. Vậy còn em có khi nào trong bão tố của cuộc đời này em cảm thấy thiếu vắng đi một người có thể cho em niềm vui, cùng em cười, cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống và nở trên môi một nụ cười hạnh phúc không? Nếu em cũng muốn như vậy thì xin chào. Hello Sidani. Người quen của em đúng không xin? Dạ hình như là em. Không biết bạn này luôn á Không có ký ức gì luôn á chị. Của em hả? Em biết bạn này. Em biết. Dạ. Gặp chưa? Em biết luôn. Rồi. Là hai bọn em đều quen bạn ấy lo luôn á chị. Không phải Hà Nội mà. Trời ơi người bạn quen. Chiếu chị. Trời ơi. Để biết chàng trai đó đến đây vì cô gái nào thì bây giờ mình gặp trực tiếp chàng trai đó để mình hỏi luôn nha. Dạ. Rồi, dạ. Xin mời chàng trai của sân khấu tỏ tình Hoàng Mỹ ngày hôm nay. Xin mời. Chào em. Em giới thiệu về mình đến với quý vị khán giả cùng với 8 bạn nữ ở đây và chị nha. Lần đầu tiên em xin được gửi lời chào đến 8 bạn nữ đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay.
Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Quang và hiện tại em đang là giáo viên cũng như mẫu ảnh tại Hà Nội. Mọi người có thể gọi em với cái tên thân thuộc là Kai. Chào mọi người. Rồi bây giờ ở đây nè, ở đây em có nhiều người quen đây không? Ở đây em có quen chị Trang, chị... Chị Trang thì... Thân quen quá rồi hai em ha. Zumi, Zumi. 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 Zumi ơi. Zumi ơi kìa. Ôi, ngọt quá à. Bạn còn nhớ mình không? Bạn còn nhớ mình không? Đôi đang trong tay nhìn vào mắt nhau về mà sao vẫn hoài chờ bóng của ai. Giờ nhiều năm trôi qua không ai yêu anh. Cô đơn đã lâu. Có nhận rồi. Nhớ. Mình có từ lúc đầu mà clip của bạn xuất hiện là mình đã nhận ra Quang luôn rồi. Khoảng bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? Lần cuối mình ngồi cà phê với nhau chắc là gần 2 năm rồi ha. 2 năm là sai nhá. Vậy là ở đây em quen với Zumi nè. Dạ. Với Ánh Ngọc nè, đúng không? À. Vậy thì có phải ngày hôm nay bạn Tiến Quang đến đây vì một trong hai cô gái này hay không ha? Hay là đến đây vì một cô gái nào đó? Để biết chính xác hơn là bạn đến đây vì ai thì mời bạn bấm nút nha. À, dạ vâng. Trời, bạn lướt dữ luôn rồi. Lướt quá trời lướt rồi. Lướt qua hình em luôn. Bạn nhìn kìa Nhi đến là em nhìn tới em kìa, cười tươi lên. Trời ơi em bị cận á, nên là bao giờ mà bạn ấy nhìn đến em thì mọi người bảo em một câu nha. Bạn nhìn em ấy, bạn nhìn em dữ lắm. Bạn nhìn đây. Một cô gái xinh đẹp. Ai cũng xinh mà. Ai trời cũng ơi. Ai cũng xinh hết chị. Chị tiết lộ kỳ quá à. Một cô gái tóc dài. Ủa? Tóc dài luôn đó chị. Chị có tóc dài nè. Chị hãy dậy quá. Hình như tóc em ngắn nhất. Rồi. Bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn về nam chính của chúng ta ngày hôm nay thì mời các em cùng với quý vị khán giả đến với phần từ khóa. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với phần từ khóa. Tám cô gái của chúng ta ơi. Dạ. 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 Các em đã sẵn sàng đến với phần từ khóa của bạn nam của chúng ta ngày hôm nay chưa? Dạ rồi. Chị. Em đã sẵn sàng chưa? Chị thấy hình như em hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng ạ. Sao vậy? Em nghĩ là em cần hít thở sâu một chút. Bây giờ có ai lên truyền năng lượng cho bạn không? Để em. Ok. Để em. Chết là năng lượng vũ trụ. Ok. Ôi trời ơi, tim đập nhanh rồi này. Có một sự tâm thiệt tông ở đây ha. Thấy chưa? Ở bên Zumi rồi. Là ai hồi hộp hơn? Ôi gà lăng quá trời. Đỡ run chưa? Hay run hơn? Cái nghĩ là cái đỡ run hơn rồi. Ok. Ôi trời, tim đập thình thịch kìa, trời ơi. Đổ lên nha. Nhưng mà chị thấy em còn nói rất là nhỏ đó. Thế ạ? To lên, mềm mạnh. Rồi, vậy thì bây giờ mời quý vị khán giả cùng đến với phần từ khóa của bạn Tiến Quang nha. Xin mời từ khóa ạ.
dạo này ổn không kìa, dạo chắc chắn là người cũ. Sao xin? Sao xin? Dạ, em muốn hỏi gì? Dạ không, em chỉ đang đoán thôi. Tại vì em thấy cái câu dạo này ổn không thì chắc là phải là những người đã quen biết rồi mới hỏi câu đó. Kiểu vậy, ý là đã lâu rồi không gặp, dạo này sao á, kiểu vậy đó chị. Thì là những người quen 50-50 á. Nhiều khi người ta theo dõi lâu á, ví dụ như kiểu là theo dõi xin lâu nè, xong rồi thấy xin tặng là luôn nè. Dạo này ổn không xin? Dạo này ổn không? Lấy lại được tiền chưa? Lấy lại được tiền chưa? Lấy lại được tiền chưa? Muốn hỏi Renzi, em muốn hỏi kinh nghiệm đầy mình là sao? Kiểu nhiều mối tình quá, kinh nghiệm đầy mình là sao? Kinh nghiệm đầy mình là sao? Kinh nghiệm đầy mình là sao em? Thật ra thì cái từ mà kinh nghiệm đầy mình á, nó giống như kiểu là một cái quá trình trong tình yêu của Kai bị cắm sừng đến tận 3 lần. Kinh nghiệm bị cắm sừng hả? Cắm chị Ái nghiệm nè. Không, nhưng mà ý là 3 lần trong một mối quan hệ hay là hay là 3 lần yêu đều bị cắm sừng? Thật ra thì 3 lần trong một mối quan hệ và cũng có nhiều lần trong một mối quan hệ nữa. Trời ơi, đã cắm sừng lần 1 thì chắc chả có lần 2, đừng có mà tha thứ. Em bị 2 lần trong một mối quan hệ. Thật ra thì sau 3 lần bị cắm sừng như vậy thì Kai rút ra cho mình được một kinh nghiệm, đó chính là tình yêu thì cũng cần có lý trí và con tim thật đấy. Nhưng mà tiền bạc thì cũng rất là cần. Điều thứ hai nữa là khi mà trong một mối quan hệ mà có chuyện gì đấy xảy ra thì mình nên thẳng thắn nói chuyện với nhau và đừng bao giờ chọn cách im lặng. Đúng rồi. Bởi vì khi rồi. Mà mình im lặng á, mọi thứ nó gần giống như kiểu là có một cái khoảng cách nào đấy nhất định mà nó khiến mọi thứ tệ hơn. Nghĩ rằng là trong tình yêu nếu mà chia tay thì mình nên có lý do chính đáng. Còn nếu mà chia tay trong im lặng thì thực sự là người ta không tôn trọng mình. Thì mình cũng không cần thiết phải quá buồn vì cái mối quan hệ khi mà người ta không tôn trọng mình ấy. Cái điều đầu tiên tệ nhất đó chính là mình không có tìm được một cái tiếng nói chung rồi. Khi mà mình không tìm được một tiếng nói chung thì sự im lặng lại xuất hiện. Sự im lặng lại xuất hiện thì đồng nghĩa với việc là mọi thứ nó gần như là chấm dứt. Ngày trước em có một câu là cái gì nó cũng sẽ có giá của nó cả, và cái gì đến nhanh thì cũng sẽ mất nhanh. Và khi mà một mối quan hệ mà nó đến với mình một cái cách mà nó tự nhiên đến, cũng không hề rõ ràng với nhau, thì cái việc im lặng nó sẽ là một cái điều rất dễ xảy ra. Kể cả khi mà một mối quan hệ cũng có bắt đầu ngỏ lời nhưng mà mình không tìm được tiếng nói chung thì sẽ im lặng thôi. Còn bài học thứ ba của em đó chính là Kai luôn bật chế độ đèn đỏ với cả tất cả những mối quan hệ. Bởi vì khi mà một mối quan hệ á, chính bản thân mình bật đèn xanh cho người thứ ba đến xuất hiện, thì người sai không phải người thứ ba mà là người bật đèn xanh. Đúng. Vậy thì như em chia sẻ vừa rồi thì em đã 3 lần bị cắm sừng trong một mối quan hệ luôn. Nó còn tệ hơn như thế, có nhiều cái tệ hơn như thế. Nhưng nhiều. Mà tại sao mình không kết thúc ngay lần đầu tiên luôn mà để dẫn đến lần thứ 3 lần? Em nghĩ là lý do duy nhất mà em quay lại đó chính là một chữ thôi: thương ạ. Mình yêu một người mà mình đến mức mà mình vừa yêu vừa thương á, người ta ở trong một cái cuộc sống của mình và người ta hòa mình vào nó, người ta là một với mình á, thì cái việc mà khi mà mình dứt bỏ đi một cái thói quen nó thật sự rất là khó. Nhưng mà lúc đó thì bạn đó có tỏ thái độ là mình có lỗi và níu kéo em không, hay là đến chính em lại là người níu kéo cái tình cảm này? Đến cuối cùng cái câu trả lời cuối cùng em nhận được đó chính là một sự cúi mặt. Và không nói một câu nào cả. Tại sao mà bạn vẫn cho người ta cơ hội lần thứ 3 cắm sừng bạn? Thật ra thì cái điều đơn giản nhất lúc đấy là cần có bạn ấy ở trong cuộc sống của mình. Thói quen. Mình quen với cả cái thói quen đó. Nhưng mà rồi thì mình chợt nhận ra rằng là thời gian qua chưa bao giờ một giây phút nào mình nghĩ đến cảm xúc cũng như là suy nghĩ của bản thân mình. Và sau cái bài học đó, sau những cái sự tổn thương đó, Kai đã phải trưởng thành hơn và có thể tự tin hơn bảo vệ cô gái người mình, bảo vệ cô gái mình yêu. Ví dụ như là bây giờ Kai đến chương trình này, Kai muốn tìm một người
hình mẫu như thế nào, và nếu như mà cô gái đó có bật đèn xanh cho một người chàng trai khác thì Kai sẽ làm như nào? Kai có tha thứ cho cô gái đó nữa không, hay là Kai sẽ dứt ngay lần đầu tiên? Ngày trước thì Kai vẫn sẽ bao dung và chấp nhận cái số phận đó, nhưng mà hiện tại thì là không. Đúng rồi đấy. Bởi vì là quá tam thì ba bận mà. Không thể nào mà mình anh giữ một thế. Cái cuộc sống cũng như là một cái lối sống như vậy được. Sau rất nhiều lần bị phản bội thì anh cũng đã rút ra được bài học giống như Kai. Ở đây thì ngoài anh ra, còn bạn nào đã gặp trường hợp giống như chàng trai của chúng ta ngày hôm nay không? Wow. Oh. Rồi, mời Renzi nha. Đấy là em cũng từng bị cắm sừng, bị tới 2 lần trong một mối tình lận. Thì lúc đó là cái lý do của em tha thứ để cho có đến lần thứ 2 á, cũng là vì yêu nhiều quá và tin tưởng là người ta sẽ thay đổi. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả em nhận lại thì kiểu ngựa quen đường cũ á, đã có một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Thế lại cái quan điểm của em cũng giống như vậy, là nếu mà người yêu của em không bật đèn xanh, không cho cái người thứ ba cơ hội, thì người ta có làm cách nào cũng không có thể chen chân vô mối quan hệ của mình hết. Nên là kiểu sau này thì em thấy nếu mà người yêu của mình mà khi đang trong một mối quan hệ mà còn kiểu thích tỏ ra là mình có thể tiếp nhận được những cái sự quan tâm hay là những cái tác động từ người khác đó, thì em sẽ cho nét luôn. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà trong một mối quan hệ, bất cứ mối quan hệ nào, nếu như lần đầu tiên người ta làm sai với mình thì mình, với chị nha, chị sẽ xem lại bản thân chị là chị đã làm gì để cho người ta làm như vậy với mình. Và nếu như chị cũng có cái sai trong đó thì chị sẽ xem lại và chị sẽ nói chuyện với bạn đó, và chị sẽ tạm gọi là có thể tha thứ vì trong đó cũng có một phần lỗi của mình. Nhưng nếu như lại lặp lại lần thứ hai thì chị phải bắt đầu xem cái người đối diện của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Và nếu như đến lần thứ ba rồi thì chị cảm thấy là mình không còn gì để nói nữa. Bởi vì trong tình yêu có những điều có thể tha thứ nhưng có những điều không thể nào tha thứ được đâu các em ơi. Đúng đặc rồi. Đặc biệt là sự phản bội. Phản bội và nói đúng dối. Rồi. Vậy mà em đã từng tha thứ cho một người. Cắm sừng em hơn 5 lần là... Ngay cả những người ở ngoài nhìn vào mối quan hệ đó, mọi người đều thấy là em nên bước ra khỏi mối quan hệ đó, và đó là một mối quan hệ độc hại đối với em. Đúng. Nhưng mà đối với em, một người đứng ở phía bên trong á, thì em lại cứ nghĩ là quan trọng là người ta vẫn cần mình, người ta vẫn yêu mình và mình vẫn rất thương người ta. Nên em kiểu như em không thể bước được. Có những lần mà khi em phát hiện ra rồi, em đã kiểu là không, lần này mày phải dứt thôi, mày phải dừng lại thôi. Nhưng mà khi em gặp người đó, người ta lại ôm em, sau đó người ta kêu là thực ra như này như kia, một cái tự dưng kiểu em bị yếu lòng ấy chị. Muộn lòng, đó. Trời nên là ơi. Thật sự là chắc là em nghĩ là mọi người đều kiểu 2-3 lần thì chắc là nhiều rồi. Nhưng mà công nhận là em thấy là trong cái mối tình đó của em thì gần 3 năm. Và gần 3 năm thì em nhớ là phải trên 5 lần và dưới 10 lần đấy. Chị, thì em nghe cái câu chuyện của các bạn chia sẻ về cái vấn đề mà bị cắm sừng á. Thì thật ra thì em là bạn nữ lớn tuổi nhất ngồi ở đây, thì nói chung là em cũng trong cái trường hợp mà bị như vậy rồi, bị cắm sừng rồi. Nhưng mà theo em á, thì thật ra cái việc mà mình bị người ta cắm sừng và mình tha thứ á, thật ra nó không phải là lỗi của mình. Nó là một cái trải nghiệm. Khi mà mình sai thì mình mới biết như thế nào là đúng được. Cho nên kể cả bạn Kai cũng vậy nữa. Thí dụ như mình bạn sai thì mình phải biết đúng, thay đổi. Mình phải có kinh, mình rút ra được kinh nghiệm và mình lần tiếp theo mình sẽ biết cách để yêu đúng cách hơn. Và cái người mà làm sai với mình á, nhiều khi mình có thể nghĩ theo một cái cách nhẹ nhàng là giống như là cái đó là cái nợ, đôi khi là mình phải trả cho người đó. Lúc đấy em nghĩ như vậy, lúc đấy em nghĩ như vậy. Đúng, 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 đúng. Trời, kiếp trước mình nợ người ta. Lúc đấy em nghĩ như vậy, em nghĩ là em phải trả nghiệp thôi. Kiếp trước em đã làm gì đó rất là sai với bạn ấy, nên là kiếp này em phải làm như vậy. Coi như mình trả xong rồi thì mình sẽ gặp được một người khác tốt đẹp hơn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái đó chỉ là sai người thôi. Ra là hồi nãy lúc mà mọi người chia sẻ cái quan điểm là khi mà mình bị cắm sừng thì đôi khi mình cần phải xem lại, xem đầu tiên là mình có phải là người sai hay chưa, thì em cảm thấy là em không có đồng ý với cái quan điểm này lắm.
Ví dụ như là trong bất kỳ một việc gì đó mà người đó làm sai thì có thể là đúng, nhưng mà riêng cái chuyện cắm sừng á thì em nghĩ là cho dù mình có sai như thế nào thì người đó nên nói chuyện thẳng thắn với mình để cùng nhau giải quyết. Còn nếu mà cảm thấy không được nữa thì nên kết thúc mối quan hệ với mình trước, sau đó mới có quyền xảy ra quan hệ với một bạn khác, chứ không thể lấy cái việc là cảm thấy mình bản thân mình có lỗi gì hay không để lấp liếm cho cái hành động đó được. Tại vì như đó, như vậy nó là một cái hành động tham lam, kiểu như là không muốn mất người này nhưng muốn có thêm mối quan hệ khác mà không chịu đưa ra cách giải quyết. Dạ, với bản thân em ấy thì em nghĩ rằng là cái người đấy đến cho em để dạy cho em một bài học trong tình yêu. Và nếu như không phải là người ta thì cũng sẽ là một người, khác đến để dạy cho em thôi. Kiểu như là cái đó nên là cái mình phải đi tới. Sắp đặt sẵn rồi. Đúng rồi, mọi thứ đều là sắp đặt sẵn của ông trời rồi. Nhưng mà chị không chấp nhận nha. Chị không chấp nhận như vậy đâu. Và chị thật sự rất là bất ngờ. Chị bất ngờ bởi vì ở đây tất cả chúng ta đều rất là xinh đẹp và rất là tài năng, thì tại sao chúng ta phải chấp nhận như vậy? Đúng rồi, em tán thành với chị. Đúng không? Trong tình yêu thì nếu như mà mình bị tổn thương quá nhiều lần, tội tình gì mình phải làm như vậy chứ các em? Mình phải biết bảo vệ chính mình mà mình phải biết yêu thương chính mình chứ. Và kinh nghiệm này trong tình yêu thì chị cảm thấy là mình đây là một kinh nghiệm không mong muốn. Và chị nghĩ là tụi em nên lý trí hơn và sáng suốt hơn, đừng để cho người ta làm tổn thương mình quá nhiều như vậy nha. Dạ. Dạ. Rồi, có vẻ là cái vấn đề này là chúng ta có nhiều câu chuyện để nói quá đúng không nè. Nhưng mà hình như là vấn đề này làm cho chúng ta cũng bị buồn, cũng bị hơi buồn đúng không? Dạ. Người vui lên. Đúng không? Bây giờ chị rất là tò mò, em dạo này ổn không? À không, xin lỗi. Dạo này ổn không? Là không phải là em nha, có thể là chị dạo này ổn không hay là sao đó, bé dạo này ổn không? Cắt bé luôn. Đó, bây giờ ai em muốn hỏi ai ở đây dạo này ổn không? Anh ổn. Em xin phép em tận tay phải em hỏi Jesse trước nha. Jesse ơi, dạo này ổn không? Dạo này rất ổn. Rất ổn nào? Kiểu như là cảm giác như là dạo gần đây á, xung quanh mọi thứ nó đều rất là tích cực. Sau những cái chuyện trải qua thì gần đây thì mọi thứ về công việc, cuộc sống và những cái mối quan hệ xung quanh nó đều rất là tích cực. Trước đây khi mà mình có người yêu á thì mình bị chìm đắm trong cái mối quan hệ đó và gọi như là có một sự kiểm soát á, nên là dần mình bị sao lãng với những mối quan hệ khác. Nhưng mà sau khi mà mình kết thúc á thì mình được bạn bè là người thân là kiểu như là mọi người vẫn không có bỏ mặc mình mà càng ngày càng yêu thương mình hơn và giúp mình thoát ra khỏi cái tiêu cực sau những cái chuyện đó, nên là thời gian gần đây kiểu cảm thấy rất là vui, rất là tích cực, nhìn mọi thứ rất là tích cực. Thật sự thì khi mà Kai hỏi câu này thì Kai thật sự rất là vui khi mà thấy được nụ cười của Resi ấy. Cảm ơn. Bây giờ mình hỏi Vinny dạo này có ổn không? Dạ em ổn lắm, trước giờ em luôn ổn. Trời ơi em ơi. Em con bé đã chấm hết cho mọi câu chuyện. Hồi nào em cũng vui tươi yêu đời ổn hết chứ em không có buồn. Cái tuổi này nó vậy á. Bao giờ đến tuổi chị rồi em sẽ bị buồn ngang. Em rất là để ý cái câu mà xây nhà xây từ nóc ấy. Tức là em muốn hiểu sâu về ý nghĩa của nó. Bình thường nhà mình phải làm móng rồi mình mới xây lên thôi. Sao tự dưng nhà xây từ nóc là sao? Tức là giờ là chuẩn bị bạn nào được lên tỏ tình là sẽ là nóc nhà là phải đổi lên hay như nào đó. Thật ra thì không biết mọi người nghe cái câu này nó lạ không, nhưng mà nhà đúng ra là xây từ móng nhà. Đúng rồi. Còn đối với em á, nhà là xây từ nóc. Xây kiểu gì? Sao cứ xây lại xây từ nóc? Xây nhà này hơi lạ nha. Nhà nước ngoài. Em thử nói xem thử đúng nghĩa với anh suy nghĩ không nha. Em nghĩ là có nghĩa là bây giờ anh sẽ cái này gọi là gì ta, tôn thờ nóc nhà lên, sau đó là ngôi nhà sẽ yên ấm hay gì anh? Thật ra thì cái từ khóa nó đúng á, nhưng mà ý nghĩa thì không phải. Nóc nhà đây đó chính là Quang dùng từ để nói đến người yêu mình. Mà đối với cả bản thân em, làm sao em lại dùng từ đấy? Bởi vì là em luôn dành một cái sự ưu tiên cũng như là một cái sự trân trọng tuyệt đối đối với cả người yêu của mình. Khi mà em yêu á, em hay bị cái kiểu em yêu em hay thích kiểu hy sinh và suy nghĩ cho người ta. Nghĩa là ví dụ như trong một mối quan hệ thì
yêu thì cũng ai cũng sẽ xảy ra cãi vã. Và khi mà xảy ra cãi vã như vậy thì em không muốn là mình thắng thua với người yêu mình. Thứ nhất là nó không giải quyết được điều gì cả. Thứ hai là nó khiến mọi thứ tệ hơn. Mọi người có thể nghĩ con trai như vậy là hơi nhu nhược một chút ấy, nhưng mà em nghĩ là cái kiểu của em nó chính là kiểu em nhường nhịn và bao dung người con gái của mình. Vậy thì trong tình yêu, mẫu bạn gái lý tưởng của em là mẫu như thế nào? Em có thể cho mọi người ở đây đoán được không? Ở đây thì có Jumi là biết cai từ trước đúng không? Cả bạn em Ngọc à, Ánh nữa thì dạ. Chắc các em cũng hiểu được phần nào tính cách của cai. Vậy thì theo các em thì bạn này sẽ phù hợp với những bạn nữ như thế nào? Dạ không, hồi xưa bọn em quen nhau chơi với nhau là đều trẻ trâu với nhau hết á chị, nên là không muốn người lớn trưởng thành ngồi nói chuyện với nhau như này đâu, nên là không biết được. Em chỉ biết là cai thích gái xinh. Đúng rồi. Nhưng mà này, em có thích những cô gái nũng nịu dễ thương không hay nhõng nhẽo không? Thật ra thì em rất thích điều đấy. Thôi bây giờ để cho các bạn nữ nhà chị thể hiện xíu nha. Chết rồi, già rồi mà làm cái gì thế? Ở đây là bạn đàn ông không? Trời ơi, mình quá tuổi rồi sao ta? Nha, bây giờ ai muốn nũng nịu thử? Thôi bây giờ mình làm ngắn thôi, mỗi bạn sẽ nũng nịu trước mặt của cai một lần nha. Bây giờ chị bắt đầu từ Thanh Nhàn nha em. Em biết mà. Em làm được không? Chị ơi, sao em? Chị có biết em được mệnh danh là người con gái có giọng nói đàn ông và mạnh mẽ nhất chương trình không ạ? Người con gái có giọng nói đàn ông và mạnh mẽ nhất chương trình không ạ? Em mạnh. Đúng điều đi kìa chị ơi. Ôi giời, đẹp trai thế nhở? Ôi tí nữa mà em cũng thế này thì em không chịu được mất. Đúng điều đi. Cái à, em đưa Nhàn lên sân khấu luôn nha. Không, cẩn thận đi không ạ? Ai cũng ân cần. Cho em thoát màn này được không? Biết là tức là nũng nịu là phải lên thẳng sân khấu luôn á hả? Nũng nịu đi nhẹ nhàng. Không, cái sự nũng nịu của em đó sẽ là phong cách của em luôn. Vậy thì cái không muốn là được nhìn cái phong cách đấy. Dạo này cây thế nào? Em trời em bối rối đó, chị cần em đưa chị về không? Em ghét bối rối quá rồi. Em chưa bao giờ có tình yêu nũng nịu đúng không ơi? Trẻ này. Ôi trời ơi. Bạn là Hà Nội á? Mình là Hà Nội. À, Nhàn được ra Hà Nội 3 lần rồi. 3 lần. Nhàn rất là thích Hà Nội. Tại vì thích. Thích con trai Hà Nội và thích giọng nói của người Hà Nội. À nhưng mà không nè. Chị mời em ra đây để nũng nịu mà. Quen đó. Chứ đâu phải là lên tâm sự đâu. Cái gì lên đây tâm sự về Hà Nội là sao trời? Trời ơi. Sao vậy? Nũng nịu. Chị ơi, chị lẹ lên ở dưới còn đợi chị ơi. Còn thôi đi không. Thôi bây giờ ai nũng nịu được nè. Đây. Rồi mời luôn nha luôn. Rồi đứng Nhàn hết lượt. Xin mời Nhàn về chỗ ạ. Xin lỗi cai nha. Nhàn chỉ vậy tôi không có nũng nịu được. Nhàn men lắm. Rồi mời luôn nè. Chừng nào nè, để em đụt một câu thôi. Cai ơi, có thể là Nhàn không phải là những cô gái mà cai tới đây để tỏ tình, nhưng mà ra Hà Nội nhậu nhá. Chị ơi. Ờ.
Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đây là một cô gái mạnh mẽ đúng không nè? Ga lăng quá à. Rồi Khai ơi, cô gái bên tay phải của em đang im đấy. Đấy. Đừng im đấy. Đừng im đấy. Đấy hả? mình quen nhau rồi mà. Ủa có quen không? Ủa có quen luôn. Anh ơi em không có mở được. Anh ơi em không có mở được. Chết rồi. Em có mơ. Có thôi đi không? Có thôi đi không? Thầy cho vậy thôi. Trời nhanh quá à, trời luôn. Còn ai nũng nịu được nữa không? Còn ai em nũng nịu được không? Dạ hai, dạ hai. Nancy nổi da gà dạ ơi. Hai Nancy, ôi chị mời em. Ủa không hả? Em từ trước đến giờ em yêu người yêu em chưa bao giờ nũng nịu dù chỉ là một câu hết á. Lúc mà em nói chuyện cũng rất là kiểu cọc lóc á. Thật ra thì đôi lúc nên nũng nịu. Rồi. Bởi vì là mình nên sống với đúng con người của mình mà. Không, không, chị hiểu cái này của em nha. Tức là có một vài mối quan hệ á, kiểu như là em đã bị quen như thế rồi. Nhưng mà tự dưng có một vài mối quan hệ á, nó sẽ tạo cảm giác cho em, cảm giác em là em bé. Kiểu nhưng em mà... luôn có cảm giác là nũng nịu, là đặc quyền của em. Không, nhưng mà đó giờ là em chơi với con trai thì tất cả tụi nó đều coi em như là một thằng con không, trai không, chơi chị chơi với bạn nam là hoặc bạn là... nam là chị là con trai luôn. Không, nhưng mà hoặc là người yêu cũng vậy luôn. Kiểu như là em cũng không bao giờ cần người yêu phải lo lắng quan tâm với em hay gì kia. Hả? À. Không, nhưng mà nên nũng nịu nha. Đúng rồi, em không biết. Nên nũng nịu em không biết. Nên nũng nịu nha. Nên nũng nịu nha. Chị cũng nghĩ vậy. Em mình được đặc quyền nũng nịu, mình được rất đúng nhiều rồi. Thứ đúng. Em không biết nũng nịu. Vậy chen lên, chen dạ làm đi. Với lại là chưa kể nó là mình làm như vậy thì cảm giác con trai sẽ cảm giác là ừ mình có thể che chở được cho cô gái này. Đúng rồi. Con trai đó thích cảm giác đó. Chị thấy cái chủ đề này hơi được sôi động nha. Nè bây giờ nè, hồi nãy Renzi nói là Renzi chưa bao giờ được nũng nịu đúng không? Dạ. Làm cho Renzi lên nũng nịu đi. Renzi, 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 Renzi. Lần đầu tiên mời em. Cái em mời bạn lên. Nhưng mà em không biết nũng nịu thì bây giờ em sẽ biết. Đó vai gì em nũng nịu. Bây giờ em biết đi. Vai gì không biết thì cái gì không biết nhỉ? Rồi, hôm nay cái chuyện mụn chai nước của em lúc nãy đi. Bây giờ Renzi nó không biết thì mình nhờ Renzi làm lại cái nét của em hồi nãy thôi. Đơn giản ôi mà. Em đưa cái chai nước cho. Mang lên Renzi trước. Renzi nha. Rồi. Renzi bật cái bạch. Uống không anh? Uống không anh? Uống không anh? Uống không anh? Rồi nũng nịu chưa? Trời ơi. Rồi nũng nịu chưa? Thôi bây giờ mình giả bộ nũng nịu một lần đi em. Mở giùm em đi. Mở một chai đi á. Nghìn chai anh cũng chưa mở được ấy. Cái biết là Renzi lúc này đang rất là ngại. Nhưng mà cũng cảm ơn Renzi và tất cả mọi người ở đây đã... Hôm nay Renzi đã lên sân khấu cùng với Kai. Bây giờ Kai được xin video chỗ nhá. Ok. Dạ, như là Renzi còn hơi mắc cỡ đúng không? Okay. Dạ em mắc cỡ lắm chị. Mình trả chai nước này. Nhưng mà mình có quyền nũng nịu mà. Hồi nãy Trang nói đúng không? Đó là đặc quyền của mình. Đúng luôn. Rồi. Đặc quyền đúng rồi. Sao vậy em? Rồi, từ khóa này thú vị ha. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là mình nên nũng nịu một xíu, hả? Sao? Dạ em... À, tức là bây giờ mình sang con cái từ khóa mới. À, em muốn hỏi từ khóa nào? Dạ, em muốn hỏi con số định mệnh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng, thứ em đang nghĩ. À, đối với Kai thì có chính là số 3, 5 và 8. 3, 5, 8 Nũng nịu, vừa nũng nịu xong luôn á. Wow. 358 em tưởng là cái trò chơi á, trò chơi 358. Cũng có thể bên đó là 8. Đâu, bên em là số 1 mà. 8 nè. 5. Nếu từ bên kia thì là không có mình nha. Đông quá, đông quá, đông quá, 1-1 thôi, chọn một số. Nó đặc biệt ở một cái chỗ đó chính là số 3 và số 5 đó chính là ngày tháng năm sinh của Kai. À. Và nó cộng vào thì đó chính là số 8 và đó chính là giờ sinh của Kai. Số 8. Trùng hợp vậy. Có một cái câu chuyện rất là hay thế này, đó chính là từ lúc mà lớn lên á, hồi đi học á, thì tất cả mà ai cũng sẽ có số báo danh đi thi đúng không? Thì là ba con số này luôn luôn ở trong số báo danh của Kai. Và đặc biệt hơn đó chính là số nhà Kai ở Hạ Long á. Biết số nhà về đây nhá. Và thêm một cái điều nữa, đó chính là ba con số này có liên quan đến người con gái mà Kai đến tỏ tình ngày hôm nay. 3, 5, 8 3 là Trang. 3 nè. 3 Trang. Ủa nhưng mà sao không đếm từ bên kia à? Không xài số ghế mà lỡ số ngày sinh, tháng sinh gì đó. Là số ghế hay sao em? Số dạ. Ghế hả? Không phải số ghế. Thế thì 3, 5, 8 chẳng liên quan gì đến em luôn. No. Trong ngày tháng năm sinh không? Em chưa bật mí đâu. Nó có liên quan thôi. Có liên quan nó thôi. Có liên quan thôi. Không liên quan gì đến em hết. À, lỡ gặp 3 lần chẳng hạn. Không, nếu mà nói về số ghế thì có thể là số 8 ở bên đây mà cũng có thể số 8 ở bên đây. Số 1 bên kia chị. Không gì. Mặc định nhàn là số 1 rồi. Đây là số 1. À, số 1 rồi. Ồ. Có thể đảo lại được mà. Số nào thì em cũng không phải là em ấy. Số nào thì em cũng không phải là em ấy. Có thể đảo lại được mà. Đào kiểu gì cũng không vào ánh được. Ôi. Có thể đảo lại được mà, em chỉ đấy. Nói như thế thôi, bật mí cho mọi người như vậy thôi. Bạn nói là có thể ngược lại luôn. Đảo lại vẫn không vào em. Ngược hay là không ngược cũng không phải ánh chị ạ. Ngược hay là không hay là không phải ánh, không phải ánh chị ạ. Rồi, kỳ quá. Thôi cái điều đó mình cũng còn... Nó đang trong cái sự bí hiểm lắm, dạ. Hơn vui. Lỡ đâu bạn đang... đang lừa mình rồi bạn đánh đứt mình rồi sao, đúng không em, anh? Em vẫn đang vẫn hy vọng. Rồi, bây giờ mình tới với một từ khóa tiếp theo nha. Miền đất hứa. Miền đất hứa. Miền đất hứa là gì á? Đối với cả mọi người ở đây thì miền đất hứa đối với mọi người là ở đâu ạ? Chắc nơi sinh ra quá, lớn lên quá. Hà Nội. Chưa có. Còn đối với cả Kai đó chính là Sài Gòn. Vì Sài Gòn có cô gái ấy. Đúng rồi. Vì Sài Gòn có Trang. Vì Sài Gòn có em. Sài Gòn. Trang là Sài Gòn. À đệ. Ai? Tôi ở Hà Nội. Thật ra thì Sài Gòn là một nơi mà là một cột mốc cực kỳ đáng nhớ đối với Kai. Bởi vì là TVC đầu tiên, bộ phim đầu tiên năm Kai 18 tuổi và lần đầu tiên được đi máy bay. Cũng như là lần đầu tiên một mình đi xa như vậy. Bình thường cũng chỉ đi xung quanh mấy cái miền Bắc thôi. Lần đầu tiên được đi xa như vậy và lần đầu tiên cũng được đi quay luôn ở tại Sài Gòn. Thì cái TVC đầu tiên của Kai ở Sài Gòn á, nó giống như cả một cái cột mốc đáng nhớ nhất đối với cả một cái độ tuổi cực kỳ trẻ như vậy. Trước đó hồi em hồi Kai học cấp 3 á, thì cũng chỉ là người mẫu ảnh thôi. Lên trên đây thì bắt đầu đi học rồi học diễn rồi cũng may mắn làm sao mà mình được có một cơ hội được tham gia một cái TVC của một nhãn sữa lớn như vậy. Và mình là một gương mặt chính của cái TVC đó và cảm giác như là mình cũng đã đạt một cái cột mốc gì đấy. Bởi vì là cái quảng cáo đó thì được chiếu phát sóng trên tất cả các kênh trên toàn quốc vào giờ vàng của các phim và nó chiếu full luôn. Và cái độ phủ sóng của nó lớn. Quang có cho mình xem cái TVC đấy rồi. Và ngày hôm nay thì Kai cũng muốn tạo một cột mốc mới ở Sài Gòn này. Đó chính là được bày tỏ tình cảm với người bình yêu tại đây. Và người con gái này đã cho Kai rất là nhiều cảm hứng. Vì từ trước đến giờ Kai giống như một sad boy á. Bạn ấy mang lại năng lượng tích cực cho Kai rất là nhiều và khiến cho Kai thay đổi và hoàn thiện bản thân mình và là phiên bản tốt nhất của bản thân mình.
và Kai đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Kai sẽ thành công nhé. Cảm ơn Jimmy. Vậy thì chị hy vọng là trong sân khấu tỏ tình hoàn mỹ ngày hôm nay, đã, em sẽ có một màn tỏ tình thật là trọn vẹn với, đã, cô gái mà em mong muốn nha. Đã, tại trên miền đất hứa của em nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là chị nghĩ sao vậy Luna? Chơi thôi chị ơi. Chơi hả? Em muốn vận động rồi. Vận động, động rồi đúng không? Còn em thì sao? Em sẽ chiều các bạn nữ ở đây thôi. Thôi bây giờ để giải phóng năng lượng một chút thì mình cùng đứng lên ha. Rồi mình cùng đến với một cái màn khác để cho em có thể thoải mái hơn. Vậy thì mời các bạn và mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần trò chơi của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.